4 này. Đếm nhanh 5, đấy. 6 7 8 9 10 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 8 này, 9 này, 10 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Quý vị thân mến, hôm nay thì Khánh tiếp tục có cái đợt thứ hai quay trở lại khu vực vùng lũ quý vị ở miền Bắc, và ngay bây giờ đây thì Khánh đang có mặt tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ở cái video trước thì quý vị chúng ta đã biết đến một cái câu chuyện rất là đặc biệt, một cái người phụ nữ cùng với ba người con gọi là vô gia cư ngay tại thị trấn Phố Ràng. Trong đó thì không chỉ là vô gia cư mà còn trong một cái hoàn cảnh vô cùng éo le nữa. Có hai đứa con bềnh, trong đó là một đứa út là bị đau, một đứa thứ ba, đứa thứ hai thì lại bị đứa thứ ba là bị mắc cái gì nhỉ? Bị mắc một cái bệnh ở cái gì đó Khánh quên rồi. Nói chung là cũng rất là éo le, rất là thương tâm quý vị. Em bấm khóa xe đi. Thì hôm nay Khánh quay trở lại đây và có một nhà hảo tâm ở bên Đức ấy, đó là chú Hòa ở Cộng hòa bên Liên bang Đức, có gửi cho Khánh một cái khoản tiền và muốn giúp đỡ cho bốn mẹ con của nhà chị Lan. Thì bây giờ đây Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh đến xem là trong những ngày vừa qua thì cuộc sống của mấy mẹ con chị Lan vô gia cư bây giờ đã như thế nào rồi cả nhà nhé. Trong những ngày mưa gió như thế này và không biết là chị Lan đang ở đâu. Đấy, có ở trong cái chỗ nhà văn hóa cũ mà chị Lan đang mượn để ở tạm đây hay không. Đấy, chị Lan thì theo những cái thông tin mà chúng ta nắm bắt được thì quê là ở Yên Bái, nhưng mà lên Lào Cai ở đây gọi là lên kiếm sống. Đấy, và không có nhà, nay đây mai đó ở thuê. Đấy, rồi đi bán rau để kiếm sống qua ngày. Đấy, rất là khó khăn vất vả. Thì ở đây, hiện tại là lần trước Khánh đến thì được biết là chị Lan đang mượn cái nhà văn hóa cũ. Đây gọi là nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tổ dân phố 2A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đấy, thì bây giờ không biết là mấy mẹ con có ở đây hay không. Đấy, lần trước Khánh có đến đây và có thay mặt cho quý vị giúp đỡ cho mấy mẹ con 10 triệu đồng. Thứ nhất là để có thể là mua những cái vật dụng trong gia đình, bởi vì là khi mà ở thuê chỗ một cái nhà của người ta đấy thì không may là bị lũ cuốn trôi hết toàn bộ, không còn gì nữa. Đấy, rồi là con bị bệnh nữa, cho nên là Khánh thay mặt quý vị giúp cho 10 triệu để xử lý tạm thời. Thì không biết là có ai ở trong nhà đây nữa không. Để bây giờ ta quay trở lại một tí cả nhà nhá. Em chào cả nhà. Ơ chào. Chào anh. Anh ơi, cho em hỏi nhờ tí. Có chị Lan ở đây không? Mẹ em ra ngoài kia bán hàng rồi anh ạ. Em là con rể của mẹ à? Vâng. Thế những ai ở trong này? Thì vợ em, hai đứa em ở nhà thôi. Vợ em á? Vâng. Thế hộ em là lấy con gái của mẹ Lan, con đầu phải không? Vâng. Hôm vừa rồi anh có đến đây để chia sẻ, để giúp đỡ cho gia đình đây. Thế mà không có hai vợ chồng em mà chỉ thấy mấy đứa em nhỏ thôi. Thế hôm đấy hai vợ chồng em lại đi làm. Thế hả? Vâng. Thế các em có ở trong nhà không? Đây, hai đứa em với một thằng em nó lại đi ấy, đi chơi, đi sửa xe mất rồi. Đi sửa xe hả? Vâng. Trời mưa này mà vẫn đi sửa xe à? Đó, đẩy ra ngoài chỗ quán kia cho kia ông xem mà. Còn đây là vợ em á? Vâng. Chào em, đi ra đây anh em trò chuyện tí nào. Trời mưa này anh đang ướt ướt này, đi vào nhà lại ướt. Em gái đi lại đây. Chào em nhá. Vâng ạ. Giới thiệu với em, anh tên là Khánh. Vâng ạ. Anh là Hà Huy Khánh mà lần trước có đến để giúp đỡ cho gia đình 10 triệu, không biết về mẹ có kể không? Có. Hả? Có. Mẹ có kể á? Có. Em gái đây là con lớn của mẹ Lan đấy á. Đứng lên đây một tí, hồi anh vào nhà ướt này. Nghe bảo là em đi làm ở bên chỗ môi trường à? Vâng ạ. Đi quét dọn vệ sinh à? Vâng.
Thế hai vợ chồng lấy nhau, thế bây giờ nhà cửa ở đâu mà lại vẫn ở nhà văn hóa thế này? Thì nhà bà gói anh à, lấy nhà mẹ em trước đây thuê ở bên kia. À. Nhưng mà cuối cùng trận bão vừa rồi đấy thì nó cũng gọi là nó cuốn đi hết rồi. À. Và cũng chả còn cái gì cả, gọi là đấy thì chạy được mấy tài của nó, toàn quần áo đông thôi. À. Nhưng là chạy tạm nên ở tạm đây thì đang bảo là thuê ở bên chỗ kia cho bà đang sửa thì lại hôm nay dính mưa nên là lại không sửa nữa, nghỉ. À. Để nó tạnh xong rồi lại sửa nốt cho bà, xong rồi chuyển đồ trong đấy cho bà ở. À, tức là bây giờ mình chờ tạnh mưa để sửa cái chỗ mà thuê ha. Vâng. Để ở ha. Vâng. Bây giờ là tạm thời là chị Lan này, tức là mẹ vợ của em. Vâng. Cùng với vợ chồng em và ba đứa em là ở chỗ cái nhà văn hóa cộng đồng này. Vâng. Mình mượn ở đây. Vâng. Ôi dồi ôi, một nhà chật chội này rồi không có nhà vệ sinh, nước đôi thì sinh hoạt làm sao? Thì cái này thì đôi lúc thì chỉ đi tạm nhà nọ nhà kia thôi anh. À đấy à? Nhưng mà được cái là em thuê cái nhà bên kia, bây giờ là có nhà vệ sinh thì đôi lúc thì cũng chạy thằng đấy, nó hơi xa tí nhưng mà chạy thằng đấy thì được. À, nhưng mà thuê bên đó vẫn chưa ở được à? Thì bây giờ có cái là lúc đầu bảo thuê một cái kia nhưng mà nó lại chật, thế là mọi người là giới thiệu cho cái khác thì nó rộng hơn thì nó em đang sửa lại tí. À. Còn cái bên kia thì em trả nửa tháng rồi thì mình sang đấy mình dùng thôi. Ừ. Vì sinh tạm vậy. À. Bao giờ mà cái kia thì xong thì em lại chuyển đổi sang đấy cho bà. Ừ. Đấy, cho nên là bây giờ tạm thời thì mấy mẹ con là đang tập trung ở đây. Vâng. Ở tạm đây đã. Vâng. À. Mấy em đang ở trong kia đấy hả? Vâng. À, em Trang với là em gì nhỉ? Trang với Bao á? Vâng. Ồ, vất vả thế. Bây giờ cả nhà chúng ta nhìn thấy này, cả mấy mấy mẹ con mà bây giờ ở mượn chỗ cái nhà văn hóa này. Cái điện đóm có không? Điện bây giờ chỉ gọi là ấy tạm vậy chứ còn không có điện gì cả đâu. Ở trong này cũng không có điện à? Vâng. Còn là đây anh bảo bây giờ bác nhờ người ta tí ở bên này thôi, tối tranh thủ còn là sạc cái điện thoại đi chứ còn làm gì có điện để đốt sáng đâu anh. Một cái là bây giờ là cởi giày cởi dép vào thì nó lại ướt át Khánh đi ngoài thôi. Mà nhìn thấy cả nhà chúng ta nhìn thấy camera men liếc một tí để cho mọi người chúng ta nhìn thấy trong cái nhà văn hóa này. Đồ đạc ở trong này nhiều thế. Đấy đồ của nhà đây mà nó sửa xong để gửi cho anh. Đây đồ họ cho à? Còn là họ cho thôi, còn em mất sạch sẽ còn gì đâu. Ôi. Nan giải thế chứ này. Những cái đồ nói chung cái đồ này của họ gửi ấy, như kiểu đợt báo vào rồi họ chạy đến đấy. Ừ. Thì họ chưa như kiểu nhà họ chưa. Hai đứa nhỏ con của chị Lan là bây giờ đang ở trong mãi thông tiên đấy, mấy đứa đang ở trong chơi trong. Thế còn em gái đây là lúc này em bảo em tên gì nhỉ? Em tên Hoa. Em tên Hoa hả? Đang có em bé à? Vâng ạ. Được mấy tháng rồi? Em được 6 tháng ạ. Được 6 tháng rồi á, sắp sinh rồi. Thế hai vợ chồng em tên là gì? Em tên là Tâm. Tâm á? Vâng. Tâm mà đang làm ở đâu? Em thì bây giờ ở nhà giúp đỡ mẹ ở dưới nhà thôi. Giúp đỡ mẹ đẻ của em á? Vâng. À. Em ở dưới Việt Tiến. À, Việt Tiến à? Vâng. À. Thuộc Việt Hải. À, Việt Tiến là xã khác. Vâng. Ừ. Thế sao không cả hai vợ chồng không về dưới kia mà ở? Vâng. Hôm nay vào định về nhưng mà bảo dưới đấy bây giờ mưa này về đôi lúc đường nó săn ở chưa dám ốc. Về. Ừ. Thế nào bảo thôi thì bao giờ mà nó để nó tạnh mưa đã xong rồi hỏi chồng về xem bà mẹ thế nào. À. Thì lúc nãy điện rồi bà mẹ vẫn khỏe không sao cả. À thế ổn rồi đúng không? Thì phải dám ở không thì cũng làm về dưới đấy. Ừ. Hôm nay anh chia sẻ với em là có nhà hảo tâm ở bên Đức ấy. Gửi tiền về để giúp đỡ cho mẹ vợ của em, tức là chị Lan đấy. Vâng. Mẹ Lan cùng với các em. Vâng. Đấy, nhưng mà bây giờ mẹ Lan thì không ở nhà thì em có thể dẫn anh đi ra chỗ nhà mẹ Lan, chỗ mẹ Lan bán rau được không? Chơi em tí, em kiểu áo. Mặc cái áo, không gọi điện cho mẹ đâu nhá. Vâng. Đây cả nhà, thôi Khánh sẽ cởi ủng Khánh vào đi thôi. Một chút ở đây ướt nhỉ? Vâng, ướt có vào. Hả? Mưa nước có tràn vào. Camera men cho em có dễ cởi ủng không? Đi vào tí quay ở trong này một chút cho mọi người xem tí nào. Đấy, cả nhà chúng ta nhìn thấy đây. Mượn một cái nhà sinh hoạt cộng đồng cũ. Đấy, bây giờ là mấy mẹ con. Đấy, ba đứa con của chị Lan.
trong đó là có hai đứa nhỏ đấy đang ở trong kia, còn có một cái thằng lớn lớn hôm trước tóc tốt tốt, bây giờ bảo nghe bảo đi sửa xe rồi, còn chị Lan là đi bán rau ngoài chợ. Thế còn bạn này là bạn con rể mà nghe bảo là hai vợ chồng cũng chưa cưới đâu, đã ở với nhau có bầu rồi. Cái bạn này thì có bầu được 6 tháng mà không nhìn cũng chậm chậm hả? Dạ. Nhìn em Hoa này chậm chậm. Ừ. Ôi giời ơi. Anh có xe. Đang lấy áo trong cái đống áo quần mọi người đưa đến cho đấy ha. Vâng. Thế nhưng mà sao ướt hết rồi? Đi lúc này tính ở đây mà anh sao đâu. À. À, ướt rồi. Vớ được cái nào mà tạm thôi. Ừ. Bây giờ nói chung quần áo nó cũng kiểu là nó cũng hết đấy anh. Hai vợ chồng là chưa cưới à? À em đang bảo có nghĩa là em đang bảo là đến tháng 10 này là em cưới. À đến tháng nhưng 10. Nhưng mà cuối cùng là bão này thì em lại hoãn về cuối năm. Đây đứng cho vui nào. Đến tháng 10 mới cưới. Vâng, nhưng mà em lại bão này đường nó còn đang làm ấy. Tháng 10 mà cưới mà làm cho em ấy có bầu bụng to này là ăn cơm trước kẻng đấy nhá. Vâng, cứ mình cứ ăn chắc kìa, à, cho chắc chắn. À, cứ ăn, có sợ gì đâu anh. Cứ làm tí cho chắc ăn à. Vâng. À. Thì em bảo là thôi thì nếu mà bão cái này, vẫn đang bão này thì em bảo để cuối năm. Ừ, cuối năm cưới. Cuối năm gọi là đường xóa nó thông xuôi đâu đấy đi đã xong rồi là tổ chức đám cưới xong. Tổ chức cho nó chắc hơn. Ừ. Nhưng bây giờ thì phải hoãn lại hết. Ừ. Đấy, cái hôm mùng 10 mà đúng bão này em bảo là nói chuyện người lớn đúng vào đúng bão là thôi hoãn lại hết mà. Ừ. Thôi được rồi, bây giờ thế này này. À. Nhà hảo tâm gửi tiền để giúp cho mẹ Lan thì cũng giống như là giúp chung cho cả gia đình ở đây. À. Đấy, nhưng mà em dẫn anh xuống chỗ vâng, gặp mẹ Lan một tí rồi anh xem là công việc buôn bán của mẹ ở nhà ở đó thế nào rồi là mình vâng. Trao quà luôn nhá. Vâng vâng. Thế em đi cùng với anh có xe? À, hay anh là có em xe đi à? Xe máy? À anh có xe ô tô à? Ừ anh có xe ô tô. Thế chờ em lấy cái ô không này cho em đi nhờ tí. Ờ rồi ok. Anh đi nhá nhá. Rồi đi. Thôi đi cùng với anh luôn, đi. Đi em. Đi luôn. À, tay phải anh ơi. Rẽ đây luôn à? Vâng. À. Đây luôn. Xong đến tầm gần 200 mét nữa là tới chỗ hai cây cao to ấy. Hai cây cao to hả? Vâng, đi thẳng thấy hai cây cao to ấy là bà ngồi đấy luôn. Bà ngồi ngoài đường này luôn á? Vâng. Ở bên tay trái này. À bên tay trái hình như đằng trước đó phải không? Anh cứ đi. Có phải đằng trước đó không? Anh cứ đi thẳng luôn, đi thẳng. Anh hiểu rồi nhưng mà vâng. có phải đằng trước có người đang đứng đang chỗ đó không? Ở tít trên nữa. Trên nữa à? Bên trên đấy nữa. Chứ không phải người gần ngay chỗ góc này à? Không không. Anh nhìn thấy cái dáng anh quần cứ đi thẳng đi, anh cứ đi thẳng đi đến chỗ nào em nhìn phát thấy phát nào em chỉ luôn cho anh. À. Vâng. Sao mà anh thấy cái người mà này không, không, giống không. Giống anh cứ đi lên nữa. Đây mới là đường chạy sang bên chợ đâu. À. Đâu? Rồi cứ đi tí nữa, sắp tới rồi. Sắp bên tới. Trên chú mà chú cái xe xanh kia kìa. Xe nào? Xe xanh là xe bên gì? Bên trên đấy một tí. À, anh cứ đi. Bên trên đấy một tí nữa hả? Chỗ nào đây? Đây. Ở đâu? Đi. Vẫn đi tiếp tí à? Tí nữa. Chỗ nào anh cũng phải dừng được. Đây. Bà đây. Rồi ok, đấy, anh em cứ để thế. Anh em mình cứ đi qua là mình đi lại thôi. Mình đi qua mình quay đầu mình lại. Vâng. Ok, thế là chị Lan là bán rau ngoài này. Vâng. Ừ, ngày nắng cũng như ngày mưa vất vả lắm anh ạ. Ừ, thì nhưng mà kiếm tiền thì bây gọi giờ là thì thôi chỉ gọi là thêm đếm được 100-200 gọi là mua đồ ăn cho các con vậy thôi. Ừ, còn thế... như em thì đôi lúc nếu mà trời nắng này em lại đưa nhà em về dưới. Đưa vợ hả? Vâng. À. Thì bây giờ em nhập khẩu của vợ em về dưới rồi. Ừ. Em là mối tình đầu của em Hoa hả? Vâng. À, thế tốt. Đấy, chị Lan là đằng trước, mẹ của em đằng trước đó đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ anh sẽ dừng xe đây tí. Em chào chị. Bán rau à chị? Ừ, quầy to chứ hề. Hả? Chị có nhớ em được không? Hả? Nhìn cái là nhớ luôn chứ. À, nhìn cái là nhớ luôn á. Đây, em găm cái mic đi, em trò chuyện với chị tí nhá. Em Khánh đây. Rồi, em Hà Huy Khánh đây. Ai ra ngoài này hôm nào đứng bao rồi không? Hả? Ra ngoài này hôm nào đấy? Em mới ra liền luôn.
mới ra liền luôn. Đây cả nhà chúng ta quay camera quay từ xa xem cho mọi người thấy được quầy rau của chị Lan này. Ủa, bán nhiều đấy chứ, bán này ngày phải kiếm 500-1 triệu chứ nhỉ. Làm gì đâu. Mới, chị Lan nhỉ, mỗi ngày mớ rau chỉ được 2.000 đồng thôi chú à. Mỗi ngày mớ rau chỉ được 2.000 thôi ha. Thế thôi. Đấy, chà chà, đấy rau nhiều đấy, rau thơm này, su hào, bắp cải, dưa chuột này. Đấy giá ôi một chợ di động đấy. Thế thì cái xe cồ để chở hàng hóa đây là dùng cái xe nào? Đâu, họ mang về đây cho mình thôi chứ còn không có xe về. Họ nào? Họ đi lấy về xong họ để cho mình chứ không có xe. Ờ, thế họ mang đến tận đây cho chị luôn á. Thế tối thì sao? Tối thì lại để đây thôi, còn chứ chưa biết làm nào được. Tối để đây thế không bị mất à? Mất thì cũng phải chịu chứ làm sao được. Bây giờ mình mang về nhà mình thì xa quá mà chỗ ở thì còn chưa đâu vào đâu. Thế tối là mình cứ đóng thùng xốp này bán không hết là để chỗ góc đây. Đấy, mai đi bán tiếp. Chiều mai lại đi bán tiếp. Thế em biết chị để đây là tối em ở trọ đây em đến chú đây, ra trọ luôn bây giờ chứ không phải đến tối đâu, bây giờ đấy luôn này. Tối luôn đâu. Nhà. Yeah. Hôm nay em có dịp quay lại Bảo Yên đến với Lào Cai. Em qua Hường nói chuyện. Dạ. Yeah. Em qua Hường nó nói chuyện đó. Vâng. Đấy vừa rồi em đến quay cái video về nhà chị đấy. Đó, thay mặt các nhà hảo tâm giúp đỡ cho mấy mẹ con 10 triệu để trang trải cuộc sống và chị có tiền đưa con đi khám. Đấy thì có một nhà hảo tâm ở bên Đức ấy. Đó là chú Hòa. Chú thương mấy mẹ con nhà chị cho nên là gửi cho em ít tiền. Có dịp đi lên lại Lào Cai thì thay mặt chú giúp cho mấy mẹ con chị. Chị ạ. Nghe phấn khởi không? Vui thì cũng vui nhưng mà buồn thì cũng vẫn buồn chú ạ, biết làm. Chị cất cái nón cho nó thoáng này, cho mọi người nhìn thấy rõ rồi chị em ta trò chuyện nó. Sao? Vẫn buồn thì biết làm nữa, vui. Buồn, buồn sao? Buồn cái gì? Giờ nhà cửa thì chưa đâu vào đâu, xong con cái thì lại ốm đau bệnh tật buồn. Biết làm là thôi, biết làm ra chợ cho nó khuây khỏa thôi chứ chả biết làm là được. Ra chợ thì để kiếm sống đó là cái điều đương nhiên rồi, công việc hàng ngày mà. Chứ còn buồn thì cứ phải lạc quan lên thôi. Chứ bây giờ ai cũng thế, đúng không? Ai cũng phải lao động, cũng phải kiếm sống thôi. Tuy nhiên thì hoàn cảnh gia đình mình nó hơi đặc biệt hơn so với những gia đình khác. Đó là do cái sự lựa chọn của mình. Với thứ hai nữa là có thể là trong cuộc sống mình cũng không được may mắn. Chị ạ? Do cuộc sống mình cũng không được do với mọi người thì mình chắc hẳn không được hơn, không được bằng mọi người được. Con cái người ta nếu mà nó khỏe mạnh ấy, thì mua rau đi em ơi, mua rau đi. Đấy mua rau đi, camera quay tí mua rau đi cho này. Đấy mua rau đi em, anh bán rau này. Hả? Không thiệt anh bán rau, em mua đây, anh chỉ quay chỗ rau thôi. Quay rau thôi. Ăn gì? Hả? Em đến để gặp anh nhá. Ôi dồi ôi, nghe quý hóa quá. Thế thì vào mua ủng hộ anh đi. Hả? Mua chị suốt á? Tâm bán rồi. Nón mỏng luôn. Bảo là em đến đây để gặp anh thôi mà cuối cùng là... Em đến đây gặp anh thật bà. Đến gặp anh á? Hôm nọ em phải tin anh ấy. Thì nhắn trả lời. Thế thì đến anh có trả lời nhưng mà đến gặp anh thì phải cất cái ô để nhìn anh cho rõ chứ. Đến gặp anh mà che ống kính thế thì làm sao mà gặp anh được. Thì em gặp anh em phải cất ô nữa chứ. Em không cất ô, anh không thấy mưa à? Thì em đứng sát vào trong, đứng bên này này. Bán này mỗi ngày kiếm được mấy tiền chị? Chán thôi đó, bây giờ đợt này nó mưa bão lũ này chán thôi đó. Cái đợt trước chưa bão lũ ấy thì người ta còn đấy còn đi chợ đi trước nhiều, nhưng bây giờ nó bão lũ thì nói chung kiểu như gần như là người ta cũng ít đi. Khánh chia sẻ với cả nhà rằng là vừa rồi đấy có một cái người mà bình luận Khánh trên cái video của Khánh, nói rằng là cái thằng này nói chuyện mà như thằng điên. Người ta nói tôi nghe rõ như thế mà nó cứ hỏi đi hỏi lại là chỉ nói to lên là sao?
Đấy. Nhưng mà chia sẻ với quý vị rằng là khi mọi người nghe thông qua video của Khánh ấy, là mọi người nghe từ cái mic mà Khánh để rất là sát chỗ cái miệng của nhân vật, cho nên là mọi người chúng ta có thể nghe được. Còn Khánh đứng ở đây đấy thì chị Lan nói rất là nhỏ, cộng với những cái âm thanh xung quanh nữa nó làm cho Khánh nghe không hề rõ. Đấy, cho nên là Khánh mới nói rằng là chị nói to lên quý vị. 12.000. Đó, chứ còn nếu mà mình mà nghe rõ thì cần gì phải nói họ nói to lên. Đấy, cho nên là quý vị xem video cũng thông cảm. Đấy, hiểu cho anh em của Khánh. Chứ đôi khi quý vị nói những cái lời cay đắng như thế thực sự là cũng làm cho anh cảm thấy bị tổn thương trong lòng. Cả nhà nhé. Chú ơi lấy rau gì? Chú lấy đi. Chú ơi mua rau đi chú ơi. Chú lấy rau gì? Chú không lấy. 12.000. Rồi nhiều tiền thế, em gái nhiều tiền thế. Hả? Em cười rất là duyên nha. Em ăn gì mà cười duyên thế? Thôi lúc này em có đến ở chỗ nhà văn hóa rồi, nhưng mà không gặp chị. Nghe em Tâm đây cũng chia sẻ là chị cũng cũng tìm được cái chỗ mới để thuê ở rồi đúng không? Nhưng mà đợt này là do cũng mưa gió rồi chưa sửa sang lại được cho nên là chưa chuyển về. Đang mấy mẹ con hôm nay kiểu thuê cái chỗ đấy nhưng mà người ta bảo là bây giờ nhà người ta cũng bùn đất nó vừa rồi. Bùn đất đi nên là bây giờ người ta cũng không có 30.000 một cân. 30.000 cân. Đỗ này 30.000 một cân. Thế là bây giờ là mấy mẹ con mấy hôm nay là cũng tập trung với nhau bảo là hộ dọn nhau dọn ấy, đất bùn đi để chuyển sang đấy bởi vì cho nó có điện có nước ấy. Vâng. Nó đỡ khổ không, bây giờ nó nói chung ở bên này điện nước nó cũng chẳng có ấy, thế mà bây giờ nó ấy nó cũng vất vả quá ấy. Vâng. Thế nên là chị con này nữa không ạ? Cũng bảo là bây giờ mấy hôm nay mấy mẹ con là tập trung nhau để dọn nhưng mà hôm nay 15 à quên 37 21 47 8 20.000 83 83 24 chứ. 21.000 7 lạng. 7 lạng à. Thế nên là mấy mẹ con mấy hôm nay là tập trung nhau vào để dọn để chuyển sang bên này bảo thôi cố gắng dọn nhưng mà sáng nay nó mưa quá cũng không dọn được. Chưa dọn được. Mấy lại cái điện nước. Không. Mấy cái điện nước ấy thì cái gì chị ơi? À, chú ấy cũng bảo là nó mưa gió ấy, chú cũng chưa dám đóng điện cho mình ấy bởi vì nó vừa mới ấy xong nên là sợ chập điện sợ nguy hiểm đúng không? Sợ chập điện nguy hiểm ấy nên là chú cũng chưa đóng được ấy. Thế đã lên kế hoạch để đưa bé Trang đi khám chưa? Chị đang bảo đi đấy, thế nhưng mà lại thuê được cái chỗ này ấy. À. Thế là phải dọn đã xong thì để đi thì nó lại bảo dính cái đợt mưa. Vâng. Đang bảo hôm qua nó bảo là thế chị định hôm nào bảo là thôi để ngày 1 ngày 2 nó tạnh mưa mà nó thông đường thì là đưa cháu đi khám ấy, đưa tất cả ba đứa nó đi khám xem nó như thế nào. Dạ. Đưa cả ba đứa trẻ con nó đi khám thì thôi, cả thằng kia cũng đến đợt nó đi khám lại rồi ấy. Vâng, cái thằng lớn mà tóc tốt nó cũng bị bệnh à? Thằng đấy cháu là bị năm ngoái là đây này, cả xóm biên ạ, tưởng năm ngoái là tưởng nó chết rồi đấy. À. Cháu bị nhiễm khuẩn đường máu, bạch cầu cháu lên gần 3.000. Ôi dồi. Cái hôm xuống viện Bảo Yên này thì cũng là chủ quan, mọi người cũng cứ bảo là bác sĩ ở đây cứ bảo là nó bị dị ứng. Thế là cháu kê đơn cho thuốc, thuốc xong về uống đến ngày hôm sau thì cháu tiếc nó vẫn cứ ham đi học. Cho nó đi học được đến chiều về thì coi như nó ngứa, nó dần hết từ chân lên đầu, nó mừng mẩn hết lên. Yeah. Thế xong là xuống thì bác sĩ bảo tiêm một mũi về hôm sau coi như là cháu đi không đi được nữa, coi như nằm đâu nằm đấy luôn. Vâng. Thế xuống Bảo Yên thì họ cứ bảo là bây giờ tiêm thì nó cái công thuốc thì không sao, thế nhưng mà lên đến Lào Cai cái thì sáng sau là mẹ con đi xe Trúc Lưu đi thẳng lên cao tốc, đi ra cao tốc lên nơi thì bác sĩ nó khám bên ngoài nó bảo chị cho cháu nhập viện luôn vì cháu nhiễm khuẩn đường máu rồi, nếu mà không ấy này để chúng tôi kiểm tra thế xong làm sàng lọc máu cho cháu xong đâu đấy thì bác sĩ bảo là cái bây giờ là như thế này, gia đình là yêu cầu là bác sĩ yêu cầu là gia đình là thử lại máu cho cháu một lần nữa. Vâng. Nếu mà không ấy được thì chúng tôi bắt buộc là phải cho cháu đi lọc máu. Vâng. Thế là em mình mới bảo là thôi thì nhờ bác sĩ thì là ấy chém lại thì bác bảo là bây giờ nó bạch cầu của cháu lên cao quá mà bây giờ như thế này thì không dám để ấy được thì cứ điều trị kháng sinh coi như cứ mỗi ngày là 700.000 tiền nguyên kháng sinh tiêm cho cháu.
à, toàn loại thuốc ngoài, nước ngoài chứ không phải thuốc của mình. Vâng. Nhưng mà toàn bộ thuốc ngoài hết, mà năm ngoái 10 ngày nằm điều trị một đợt, xuống được, coi như bạch cầu xuống được gần 2.000. Thế xong bác sĩ bảo thế thì cho về viện Bảo Yên bắt đầu lại điều trị tiếp. Thế xong đến mức độ nó điều trị kháng sinh nhiều quá, xong nó đi không đi được. Ấy xong phải truyền đạm. Vâng. Truyền đạm cho cháu năm ngoái là truyền đạm xong là đến năm nay là lại một đợt nữa đấy. Một đợt nữa thì là cháu ốm cũng ấy, thế là xong lại mới truyền hoa quả cho nó thì nó mới được như thế đấy. Vâng, chứ còn vâng. Chính nó cũng không được khỏe béo đâu, nó thằng béo bệnh nên mà. Dạ dạ. Thôi được rồi, như thế này chị này, qua những cái câu chuyện lần trước chị kể, rồi thêm lần này nữa, thì chúng em cũng rất là chia sẻ với cái sự khó khăn vất vả của cái gia đình mình, chị ạ. Vâng. Yeah. Hôm nay thì em tiếp tục quay trở lại Bảo Yên, Lào Cai. Vâng. Và có chú Hòa ở bên Đức cũng biết về hoàn cảnh của chị, cho nên vâng. là có gửi cho em một ít tiền vâng. để giúp đỡ cho mấy mẹ con chị. Vâng. Nhá. Vâng. Yeah. Thì sau cái chuyến này rồi thì em cũng không biết là có lúc nào em có duyên quay lại Lào Cai nữa hay không, vâng. Bảo Yên nữa không, vâng. thì cũng chúc chị với các cháu luôn được bình an, mạnh khỏe vâng. và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Sinh ra cả ba đứa con thì cũng đều có những cái vấn đề về sức khỏe, vâng. bốn đứa chứ nhỉ, vâng. đấy người con gái mà lúc này quý vị chúng ta nhìn thấy thì em cũng trầm, em đang mang bầu tháng thứ 6 đúng không, vâng. nhìn trông có vẻ cũng trầm trầm nhỉ, cháu không được tật lắm đâu, nó cũng nhiều đôi lúc thì đấy có chồng ở đây biết này. Đôi lúc nó khủng lên à, kể cả mẹ nó cũng quay ra nó chửi luôn, nó không cần thiết, nó khủng lên, hay chồng nó cũng đấy, nhìn lên hình, là nó phạng vớ nhìn cái gì hình ảnh lúc này thì quý vị chúng ta cũng cảm nhận được phần nào rồi. Sau đứa thứ hai thì cũng bệnh, vâng. đấy là cái thằng cu mà hôm trước tóc tốt đấy. Thế rồi đứa thứ ba bé Trang thì bị bệnh gì nhỉ? Cháu bị hạch mạc treo ở bàng quang với lại viêm ruột thừa. À đấy, viêm ruột thừa, hạch bàng quang. Bây giờ đấy, bác sĩ bảo đứa là... cuối thì lại bị đau, đấy, khổ thân. Hôm nay chú Hòa ở bên Đức ấy, gửi tặng cho chị một ít tiền đấy nhá. Vâng. Dạ. Thay mặt cho gia đình và thay mặt cho các cháu thì cho chị gửi lời cảm ơn đến. Dạ. Số tiền này cộng gộp với hôm trước nữa là để mình mua sắm lại một số cái vật dụng trong gia đình mà lũ vừa rồi cuốn trôi đấy. Vâng. Đấy, rồi đâu đó có thể có thêm chút nữa chị dành dùng để mà đưa con đi khám nhá. Vâng. Dạ, đây là 5 triệu đồng vâng. của chú Hòa bên Đức giúp vâng. cho chị đếm lại cho em xem đủ không? Dạ. Chẳng ấy đâu. Đếm chứ. Vâng. Đếm đi, chị. Chị đếm to đi chị. 5 triệu là mấy tờ nhỉ? 8 9 10 1 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 triệu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đủ chưa? Hả? Đủ rồi. Sao lại 11 mà? Chị cảm ơn nhé. Hả? Có thừa không? Không thừa chú ạ. À, không thừa. Sau 10 tờ là 1 triệu mà thấy đếm lần cuối cùng là thành 11. 1, 2, này, 3, này, 4 này. Đếm nhanh 5, đấy. 6, 7, 8, 9, 10 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8 này, 9 này, 10 này. 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 8 này, 9 này, 10 này. 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. 4 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 này, 9 này, 10. Ôi giời. Lúc này là 11 và bây giờ là 10 á. Ok, thế thôi nhá. Em vâng. thay mặt chú Hòa vâng. Giúp đỡ cho chị thêm vâng. 5 triệu đồng nhá. Vâng, thế thay mặt gia đình ấy thì cảm ơn đến chú Hòa các, vâng, cho các chú ở bên ý đã giúp đỡ mẹ con cháu lúc khó khăn này. Cháu thay mặt gia đình cảm ơn tất cả các chú ở bên đấy. Vâng. Thế thôi nhá. Vâng, chào chị nhá. Chúc chị và gia đình sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong thời gian tới nhá. Vâng, các cháu vâng. được khỏe mạnh, vâng. hết ôm đau bệnh tật nhá. Vâng ạ. Đó. Ok, vâng. cameraman quay làm sao chụp cái tấm hình
cùng với Khánh, cùng với chị Lan ở đây chỗ vợ rau này cho nó đẹp này. Nào, ngồi xuống chị Lan. Đấy, nhìn thấy rau đẹp chưa Huy ơi? Đó, ok. Khánh gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã xem video và đồng hành cùng với Khánh nhá. Cảm ơn chú Hòa. Tấm lòng của chú thì Khánh đã gửi tròn vẹn đến chị Lan. Cảm ơn chú. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào toàn thể quý vị nhé. Bye bye.